Đức Quyền Giáo Chủ phê phán việc tu hành của người tu theo đạo Phật đã làm sai lạc đường lối vô vi chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đồng dẹp bớt âm thanh sắc tướng, lo chất hưng Phật pháp mới là ngài cho chúng sanh thấy. Theo thần tú tạo nhiều chú mỏ, từ xưa nay có mấy ai thành, hay Phật nào ham tượng cốt hết vàng mà tăng tạo hao tiền bá tánh. Hay là Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, chớ nào dụng hương đăng trà quả. Ngài cảnh báo cho kẻ ưa làm điều dối mị, nếu không lo cải sửa sẽ chịu hậu quả khôn lường. Đạo Phật vốn ngàn xưa rạng tỏ, nay lu mờ bị mỏ cùng chuông. Thấy chúng sanh đắp Phật bán muôn mà tội lỗi ngàn muôn lao lý. Hay chúng đục đẽo những cây với củi, đắp xi măng sơn phết đặt tên ngục A Tỳ dựa kế một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Thấy cái sai trái ngài khuyên nên sửa đổi, khuyên sư giải mau mau cải hối, làm vô vi chánh đạo mới màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đỏ, tạo làm chi những cốt giới hình. Khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chứ theo thần tú. Thế mà người đời có mấy ai giác ngộ sửa sai, thấy chúng sanh làm chuyện quái kỳ, ta khuyên mãi cũng không chịu bỏ. Hoặc thấy dương gian lường gạt thánh thần, mà chua xót cho đời quân hạ. Nguyên nhân sâu xa đi sai lạc chánh pháp là gì? Rừng kinh kệ ít người hay chữ, qua mắt ngọ bởi chân phản ngữ. Nên người đời khó kiếm cho ra, mỏ chuông bài độc tụng ngó la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Nhằm mục đích chấn hưng Phật giáo, tùy phong hóa dân sinh phù hợp, chấp quốc thần tả ít bổn kinh, và Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy bổn đạo, lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao gì sắp rốt đời. Cũng như ngài khuyên, lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, và nghe cạn lời, chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Sấm giảng của Đức Quỳnh Giáo Chủ được truyền tụng, gây tin tưởng cho kẻ đang chịu nhẫn nại là được phước về sau. Chịu đựng ở đây không có nghĩa là ngồi một chỗ mà chờ ngài tận thế, nhưng phải nhập thế, phải sốt sắng lo làm ăn và lo tu hành, làm tròn bổn phận đối với tổ tiên, cha mẹ, đối với đất nước, đối với Tam Bảo, đối với xã hội. Là tín đồ thì ai cũng thuộc ít nhiều về lời giác dạy, để khi gặp trường hợp khó khăn về sinh kế, về thiên tai thì đem ra mà dẫn chứng để lấy lòng tin. Đức Quỳnh Giáo Chủ không chỉ chú trọng tới sự suy đồi của Phật giáo, mà còn chú trọng đến sự suy đồi của sào về nhiều phương diện. Sau Việt Nam trong thời kỳ pháp thuộc băng hoại và thối nát, cuộc sống đạo đức theo quan niệm của Khổng giáo không còn giữ được kỷ cương, cờ bạc, rượu chè, đàn điếm nổi lên khắp mọi nơi, mê tín dị đoan đè nặng lên mọi tầng lớp xã hội. Phật giáo Bà Hảo ra đời dùng quyền uy tinh thần để tâm phục mọi người bằng giác ngộ, với tôn chỉ hành đạo của Phật giáo Bà Hảo không được uống rượu, cờ bạc, áo phiện, chơi bời theo đàn điếm. Các thứ vàng mã, thầy bùa, thầy pháp làm trái đàn bị xem như những thứ tinh nhảm, mê hoặc lòng người, làm sai lạc chánh tính trong đạo Phật. Dương trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác gian. Hay điếm đàn đỉ thỏa chớ gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao. Hay là xá giới phướng là trò kỳ quái, làm trái đàn che miệng thế gian. Hay những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý. Hay lo ăn xài trà rượu xình xoàn, chừng khổ não phàn nàn căn số. Những tệ nạn trên đây là mục tiêu cải tạo cần thiết của Phật giáo Bà Hảo thực hiện bước đầu tiên. Đọc sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ, chúng ta thấy những chất liệu mà ngài lấy ra để xây dựng nền giáo lý cho đạo Phật giáo Bà Hảo hoàn toàn Việt Nam, đơn sơ, thuần hậu, không cầu kỳ, không trí thức, đến độ kiêu cách, không quá sâu sắc, đến độ bí ẩn. Chất liệu đó rút tỉa từ cuộc sống bình dị của người nông dân miền Nam, từ căn bản Khổng giáo, Phật giáo được trộn lẫn vào nhau trong một tinh thần cởi mở, tự nhiên. Chúng ta có thể nói rằng Phật giáo Bà Hảo là kết tinh trọn vẹn của văn hóa dân tộc, vì trong Phật giáo Bà Hảo chúng ta thấy được màu sắc Khổng giáo trong đời sống đạo đức hàng ngày, tín ngưỡng Phật giáo và thờ cúng tổ tiên trong sinh hoạt tôn giáo, cũng như tinh tình tự quê hương dân tộc trong cuộc sống tình cảm. Lúc nước nhà gặp khó khăn, xã hội băng hoại, lòng người chao đảo, chia rẽ, lại thêm bị ảnh hưởng chiến cuộc bên ngoài, gây cho nội tình
không mấy tốt đẹp cho đất nước, làm con người hoang mang sợ sệt. Trong tình cảnh đó, Phật giáo Hòa Hảo ra đời là một thứ dầu mầu nhiệm nuôi ngọn lửa lòng cho dân Việt. Thế nên dù không ai bảo ai, nhưng lòng của mỗi người đều tin tưởng rằng tuy nay nước nhà gặp cơn bị cực, nhưng rồi đây sẽ có một ngày tương lai sáng lạng, hết cơn bị cực tới hồi thái lai. Một cảnh thái bình được vẽ ra trên vua Minh Chánh cầm cân, dưới quan Liêm Khiết xử phân công bình, và trên kẻ trí lấy công bình phán đoán. Đức Quỳnh Giáo Chủ là bậc quan liễu quyền cơ, toán biết âm vua, đã nhận thấy bước tiến của nhân loại đi từ chủ nghĩa cực đoan dần dần biến thành chủ nghĩa xét lại, hóa giải hết mọi xung đột để trở thành chủ nghĩa trung hòa, tránh cho nhân loại khỏi bị diệt vong. Do đó, Ngài chuẩn bị cho Việt Nam có đủ điều kiện nhận trọng trách vai trò siêu đẳng của mình trong xã hội thánh đức an lạc ngày mai. Vì nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên tại thế? Dưới dạng dân trăm họ được im liềm, cái cảnh mà chúng dân lạc nghiệp muôn nhà thảnh thới, nhân vật hòa đồng cỏ cùng cây điểu thú chim muông, nhân với vật quần lai bổn tánh. Mà ai muốn được hưởng cảnh đó ngay bây giờ phải trao tâm trịa tánh, tu sửa thân tâm. Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo muốn đưa nhân loại sống cảnh đại đồng thế giới lân hòa hảo và gieo đạo khắp đại đồng. Nhân loại không còn hiềm khích lẫn nhau, một lòng yêu thương đùm bọc, cùng nắm tay nhau trên đường tiến bộ, ấy là sông vốn nghiễn hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quán, và mãi mãi đi vào dòng hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị khán thính giả.